Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều đường bay quốc tế sẽ được khai thác trở lại từ ngày 1 tháng 7. Đây là thông báo từ hãng hàng không quốc gia gửi các đại lý phòng vé trong tuần vừa qua. Giữ gìn những nét xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên chú trọng. Hiệu quả mô hình làng ba sạch ở thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Thời tiết nắng nóng, nhiều người dân vô tư ra sông tắm, bất chấp những nguy hiểm đã được cảnh báo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông báo từ hãng hàng không quốc gia gửi các đại lý phòng vé tuần vừa qua, hãng sẽ khai thác quốc tế lại từ ngày 1 tháng 7 với nhiều điểm đến như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Đông Nam Á. Vietnam Airlines là hãng bay đầu tiên công bố kế hoạch khai thác đường bay quốc tế trở lại sau thời gian tạm dừng vì COVID-19. Các chặng bay quốc tế đầu tiên mà hãng này sẽ khai thác trở lại sẽ nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm đến trong khu vực như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Lào và Campuchia. Cụ thể với đường bay Hàn Quốc, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại các chặng thành phố Hồ Chí Minh Seoul 7 chuyến một tuần, Hà Nội Seoul 7 chuyến một tuần, thành phố Hồ Chí Minh Busan 3 chuyến một tuần và Hà Nội Busan 4 chuyến một tuần. Các đường bay Đông Nam Á cũng sẽ được Vietnam Airlines lên kế hoạch khai thác trở lại trong tháng 7. Tuần vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ kích cầu du lịch Tây Bắc do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Cụm 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và một số đơn vị có liên quan cùng hơn 150 doanh nghiệp du lịch trên cả nước. Chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các tỉnh Tây Bắc thúc đẩy việc khai thác tiềm năng to lớn về du lịch của Tây Bắc, góp phần từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc tại đây. Đối với vùng Tây Bắc, bên cạnh cảnh đẹp tự nhiên hùng vĩ, sự chân thành và mến khách của các đồng bào các dân tộc sẽ góp phần tạo ra nét riêng, thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan và thưởng thức tại đây. Ngoài ra cũng cần vận động các doanh nghiệp du lịch, các hộ kinh doanh dịch vụ tiếp tục thực hiện việc giảm giá nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ để tạo điều kiện thu hút khách du lịch tới các vùng Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những gian nhà cổ cùng hình ảnh cây đa giếng nước sân đình như thể hiện nét văn hóa truyền thống của bao thế hệ người Việt. Chính vì vậy, việc gìn giữ nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh Hưng Yên chú trọng quan tâm. Đối với mỗi người dân thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, cụm di tích kiến trúc nghệ thuật đỉnh chùa Con Kim Ao Làng luôn là một di sản quý báu, là niềm tự hào của mỗi người con nơi đây. Trải qua quá trình xây dựng nông thôn mới, những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, nhưng nơi đây vẫn được giữ gìn vẹn nguyên những nét làng xưa với cây đa bến nước là điểm đến chứng kiến mọi sinh hoạt văn hóa lễ hội trong những dịp quan trọng của địa phương. Cụm di tích đình chùa này là một trong những di tích đã được tỉnh công nhận. Và đây là cái công trình mà các cụ trong làng từ ngày xưa đã bỏ nhiều công sức xây dựng. Bây giờ các thế hệ của chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn và căn cứ vào đó để làm cái tài liệu sống để giáo dục cho con cháu. Ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của một miền quê xưa với hệ thống di sản di tích và các nhà thờ dòng họ được bảo tồn. Hiện nay toàn thôn còn 5 cổng nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Ẩn chứa trong mỗi di tích ấy là những câu chuyện về truyền thống, những giá trị văn hóa vật chất tinh thần của thế hệ ông cha đi trước. Chính vì thế, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân ở đây luôn đồng thuận tích cực ủng hộ tiền của ngày công để trùng tu tôn tạo và gìn giữ những nét truyền thống di tích xưa của địa phương. Chúng tôi đã họp và bàn và đã phát động nhân dân để trùng tu những cái cảnh quan di tích của địa phương và hàng năm vẫn được tôn tạo và nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cho địa phương để xây dựng giữ lại những cái nét đẹp truyền thống của cha ông từ xưa tới nay. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi hiện đại, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống. Có thể kể đến như những nếp nhà cổ ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tục lấy nước đầu năm ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, làng nghề đan đó sọ truyền thống ở xã Thổ Sĩ, huyện Tiên Lữ, nét độc đáo trong lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung ở huyện Khoái Châu.
Với ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, nét làng xưa, biểu tượng, giá trị văn hóa mà cha ông đã làm cho làng quê ngày càng đẹp và đáng sống hơn. Chùa Văn Khai ở huyện Cẩm Giàng là một trong những chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương. Chùa hiện còn đang lưu giữ hàng chục tấm bia đá cổ có tuổi đời từ 400 đến 500 năm tuổi. Tuy nhiên, những tấm bia này đang bị xuống cấp từng ngày, tất cần có phương án bảo tồn và gìn giữ. Cụ Phạm Minh Thân từ tấm bé đã gắn bó với ngôi chùa Văn Khai. Cụ cho biết trước đây trong chùa còn rất nhiều bia đá cổ, nhưng hiện nay chỉ còn lại hơn chục tấm bia. Các tấm bia này cũng đang bị thời gian bào mòn. Chữ khắc trên văn bia đang mờ dần. Nhiều chữ đã không còn đọc được nữa. Đây có rất nhiều bia, mà nhiều nhất là thời Lê Đầu, cuối Lê Đầu Nguyễn. Thế nhưng mà cổ nhất thì còn những bia gọi là Sùng Khang, liên hiệu của Mạc Mậu Học, năm 1500 bao giờ đấy thôi, tôi không nhớ rõ còn chi tiết đấy. Thế và thứ hai nữa là cái thượng thư công chùa bây giờ thấy rồi trên còn để cái bia đá đây tôi đọc được là Chính Hòa Thập Tam Liên, tức là năm 1673-72 gì đó, thời vua Lê Hy Tông. Do bia đá để ngoài trời trải qua mưa nắng hàng trăm năm nay và vẫn đang tiếp tục bị xuống cấp, chính quyền địa phương và nhà chùa thì không có kinh phí để xây dựng nhà bảo quản nên quá trình xuống cấp càng nhanh hơn. Nhiều tấm bia không được dựng ngay ngắn, đang bị nằm lăn lóc khắp các khu vực quanh chùa. Cái hệ thống bia thì trước đây thì cái việc quản lý thì chưa được chặt chẽ, thì bia để khắp nơi trong chùa. Thế sau khi coi như là được công nhận di tích quốc gia thì chính quyền đã phải quy tập bia. Bây giờ các đồng chí thấy như là một vườn bia. Thế nhưng mà để bảo quản được thì báo cáo các đồng chí lại phải có cái kế hoạch lâu dài. Dự kiến trong thời gian tới thì riêng các cái bia cổ này thì phải được xây dựng nhà bia để bảo quản. Chứ để mưa, để nắng như này thì nó cũng không đảm bảo. Tuy vậy, về nguồn kinh phí thì nó cũng khó khăn. Bên cạnh việc bảo tồn, cũng cần có những nghiên cứu, tìm hiểu về những nội dung trên văn bia. Bởi hiện nay, còn rất ít người đọc và hiểu được những nội dung viết bằng chữ Hán. Tuy nhiên, những con chữ khắc trên văn bia cũng đang mờ dần, mai một dần theo thời gian. Nhiều chữ đã mất nét, nhiều chữ đã mờ hẳn, không còn đọc được nữa. Các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương cần có những đánh giá cụ thể và có phương án bảo tồn, gìn giữ những cổ vật hàng trăm năm tuổi này cho các thế hệ mai sau. Tại tỉnh Lạng Sơn, với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, gìn giữ nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua các nhà trường trên địa bàn huyện biên giới Cao Lộc đã duy trì các hoạt động giáo dục hướng tới bảo tồn văn hóa truyền thống với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Qua đó đã giúp cho các em học sinh có thêm hiểu biết, trân trọng và tự hào về nét đẹp của dân tộc mình. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Công Sơn nằm chót vót trên đỉnh núi cao của xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Thứ tư hàng tuần là ngày các em học sinh nơi đây mong đợi nhất, bởi các em sẽ được diện trang phục của đồng bào dân tộc Dao Lù Gang truyền thống, được giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của đồng bào mình. Vào những giờ ra chơi, tiết ngoại khóa, các em được chơi các trò chơi dân gian, tham gia câu lạc bộ hát bà Dung, thổi tí lè. Mặc áo dân tộc nữa để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nhà trường đã quan tâm cho chúng em mặc trang phục dân tộc, em thấy rất vui. Giờ ra chơi, chúng em được chơi rất nhiều trò chơi, như trò chơi nhảy dây, đá cầu, nhảy sạo. Em cảm thấy rất là vui và có lợi cho sức khỏe, vì vậy em rất muốn đến trường học. Công Sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới Cao Lộc. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Công Sơn hiện có 199 học sinh. Tất cả các em đều là con em đồng bào dân tộc Dao Lù Gang. Nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các chương trình bảo tồn và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống tại trường học, như duy trì được ngày mặc trang phục truyền thống, thành lập được câu lạc bộ hát bà Dung, thổi pí lè, may thêu trang phục dân tộc Dao. Thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tăng cường cái số buổi, số ngày mà học sinh mặc trang phục của chính dân tộc mình đến trường, và tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đề xuất với cơ quan chuyên môn sẽ mở lớp để hướng dẫn chúng tôi dạy
cái làn điệu Pả Dung của người dân tộc Dao mang lại cái hiệu quả tốt hơn nữa. Hiện toàn huyện Cao Lộc có 17 trường học đã đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa như mặc trang phục truyền thống vào ngày cố định, lập câu lạc bộ hát dân ca, hát sli, hát then, đàn tính, duy trì trò chơi dân gian trong các tiết ra chơi. Những hoạt động giúp các em tự hào với bản sắc, phong tục của dân tộc mình, đồng thời tạo niềm hứng khởi cho các em trong học tập. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhiều trường mầm non đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo nguồn kinh phí lắp điều hòa tại các phòng, lớp học. Ghi nhận tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Năm 2015, toàn huyện mới có duy nhất một trường mầm non lắp điều hòa chống nóng cho trẻ. Đến nay đã có 16 trên 22 trường sử dụng điều hòa tại các phòng học với tổng số 155 máy. Được biết, toàn bộ kinh phí được lấy từ nguồn xã hội hóa. Điển hình như trường mầm non xã Hồng Vân chỉ trong vòng một tuần đã vận động các mạnh thường quân và phụ huynh lên tới 135 triệu đồng để lắp đặt điều hòa. Do làm tốt công tác tuyên truyền, minh bạch công khai tài chính nên người dân trong xã nhiệt tình ủng hộ. Điều đáng quý, nhiều người trong số đó không có con em đang theo học tại nhà trường nhưng cũng tham gia quyên góp. Ngoài ra, tại các trường mầm non Vân Du, Hạ Lễ, Quang Vinh, Hoàng Hoa Thám, Tân Phúc, mỗi trường cũng đã huy động từ công tác xã hội hóa được trên 100 triệu đồng để lắp điều hòa, đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, mô hình trại gà đẻ trứng trong trường học đã được trường trung học phổ thông dân tộc nội trú của huyện triển khai từ tháng 10 năm 2019. Chỉ với 216 con gà mái đẻ trứng, mô hình không chỉ góp phần bổ sung dinh dưỡng cho các em học sinh nội trú vùng cao mà còn giúp các em có thêm kiến thức về chăn nuôi. Năm 2019, các em học sinh nội trú trường phổ thông dân tộc nội trú Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang được tài trợ số tiền 240 triệu đồng để xây dựng mô hình trại gà đẻ trứng với quy mô 60m² chuồng trại, nuôi 216 con gà mái đẻ trứng, bổ sung dinh dưỡng cho bữa ăn hàng ngày cho các em. Trại gà đẻ trứng là mô hình của chương trình dinh dưỡng đầy đủ do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Việt Nam tài trợ. Khi đưa mô hình vào trong nhà trường thì được các thầy cô giáo cũng như toàn thể các em học sinh ủng hộ. Và việc đưa cái dự án vào trong nhà trường thì đã tạo cho các em học sinh có tính chất định hướng cho các em học sinh, đồng thời cũng tạo cho các em là có được những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn. Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Hoàng Su Phì hiện có 250 em học sinh, trong đó 100% các em đều ăn ở và sinh hoạt tại trường. Mỗi ngày trại gà này cho thu hoạch hơn 200 quả trứng, phần lớn trứng được đưa vào khẩu phần ăn của các em, còn một phần bán đi để mua thức ăn và tái tạo đàn gà. Trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường thì em đã được các thầy cô hướng dẫn chăn nuôi gà và em cảm thấy rất là thích vì nó đã rèn luyện được cho em kỹ năng chăn nuôi, được sử dụng thành phẩm trong các bữa ăn hàng ngày và nâng cao thu nhập cho mọi người ạ. Cũng như là khi về nhà em đã biết giúp đỡ bố mẹ và tuyên truyền cho hàng xóm, gia đình cách chăn nuôi trang trại để tăng thêm thu nhập ạ. Từ nhiều năm nay, các hoạt động trải nghiệm từ việc xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt được các trường nội trú ở nhiều địa phương triển khai. Từ các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã khơi dậy tính chủ động sáng tạo của học sinh khi tham gia trải nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, từ việc triển khai có hiệu quả mô hình làng Pa Sạch năm 2019, đến nay Bắc Ninh đã xây dựng mô hình khu dân cư không rác thải. Mô hình này được thực hiện thí điểm tại thôn Phương Thanh, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài. Sau một thời gian ngắn đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về mô hình này. Trước khi triển khai mô hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức các chương trình tập huấn đến từng nhà hội viên, tuyên truyền vận động người dân cách phân loại xử lý rác thải. Ngoài ra, khuyến khích hội viên sử dụng các loại túi cói bao bì dễ tiêu hủy và phân lịch quét dọn đường làng ngõ xóm cho mỗi chị em. Đường làng ngõ xóm rồi cái trách nhiệm của bà con từ cái việc vệ sinh đường làng ngõ xóm rồi vệ sinh ngay trong gia đình, đặc biệt là cái ý thức là phân loại rác thải là bà con rất là trách nhiệm. Thì chúng tôi cũng xây dựng cái mô hình khu dân cư không rác thải. Thì tất cả những ngày trong tuần nếu như không đúng cái ngày thu gom rác thải của thôn thì các loại rác thải được những cái rác thải mà được đưa ra ngoài môi trường là đúng giờ được đưa ra và đúng giờ được tập kết ra ngoài.
Trong thời gian tới, Phụ nữ Bắc Ninh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động chị em dùng làn, túi cói hoặc bao bì bằng giấy khi đi chợ mua hàng, hạn chế rác thải ra ngoài môi trường. Tập trung vào cho cái công tác tập huấn và cái việc nâng cao kiến thức thực hành cho cán bộ hội trong cái việc mà giúp chị em phụ nữ biến các cái rác thải, tận dụng các cái rác thải để biến thành các cái phân bón vi sinh. Thành công từ mô hình khu dân cư không rác thải góp phần làm thay đổi ý thức người dân, bảo đảm môi trường sống xanh sạch đẹp. Trong khi ở các thôn làng đang thực hiện các biện pháp để làm sạch môi trường, thì tại nhiều địa phương phía Bắc hiện nay, không khí lại đang ô nhiễm nghiêm trọng do người dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. Ghi nhận của phóng viên tại Nam Định. Dọc các tuyến đường như tỉnh lộ 490, quốc lộ 21 qua các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Mỹ Lộc, không khó để bắt gặp hình ảnh những đống rơm rạ dưới cánh đồng được đốt cháy và thải lượng khói mù mịt dày đặc vào không khí. Khói rơm rạ không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn sinh ra hiện tượng mù khói, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và mất an toàn giao thông. Chính quyền và người dân các địa phương nâng cao ý thức, đồng thời cần có các giải pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch hiệu quả để bảo vệ môi trường. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay, việc tắm sông Đà mỗi khi thời tiết nóng bức đã trở thành thói quen khó bỏ của nhiều người dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Theo ghi nhận, cứ vào thời điểm 17 đến 19 giờ hàng ngày, hàng trăm người dân từ già đến trẻ quanh thành phố Hòa Bình rủ nhau ra hai bờ sông Đà để tắm. Một số người còn chủ quan không mang đồ bảo hộ, liều mình bơi lội ra giữa dòng sông. Mặc dù chính quyền địa phương đã có những cảnh báo tuyên truyền và cả cắm biển cấm tắm sông, nhưng người dân vẫn bất chấp vô tư xuống tắm sông. Với việc tắm sông tự phát như hiện nay, nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, sâu sát trong kiểm tra để người dân nhận thức rõ việc phòng chống tai nạn đuối nước là trách nhiệm của toàn xã hội, tránh tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra. Tại Hà Nam cũng đã xuất hiện nhiều bãi tắm tự phát trên sông trong thời điểm nắng nóng kéo dài. Do vậy, việc nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho người dân là vô cùng cần thiết. Từ đầu mùa hè đến nay, Hồ Lam Hạ, thành phố Phủ Lý bỗng biến thành hồ bơi tự phát. Rất đông người đã đến bơi lội vào mỗi buổi chiều, trong đó phần lớn là trẻ em từ 4 đến 15 tuổi. Các em đều được trang bị áo phao hoặc dùng phao tự chế như can nhựa, chai nhựa, bóng, hộp xốp. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, 6 tháng đầu năm nay đã có 12 cháu bé tử vong do đuối nước. Nguyên nhân là do trẻ hiếu động, thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương tăng cường hoạt động phòng chống đuối nước, nhất là dạy bơi tại cộng đồng và các trường tiểu học. Năm 2020, thì huyện Kim Bảng đã đầu tư và xây dựng một cái khu bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kim Bảng. Đây là một cái điều kiện rất là tốt, là một cái sân chơi để cho các cháu phát triển các cái kỹ năng sống và đặc biệt là cái việc mà bơi phòng chống đuối nước. Những năm gần đây thì có sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là cái việc tập huấn giao cho đoàn thanh niên, ngành giáo dục, cái chương trình phòng chống đuối nước đã đưa vào cái chương trình giáo dục địa phương cho ngành giáo dục, và đoàn thanh niên thì tổ chức các cái buổi tập huấn nhân cái dịp mùa hè. Cùng với việc mở các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước, các địa phương trong tỉnh Hà Nam cũng tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn để có những cảnh báo kịp thời tới cộng đồng dân cư nhằm giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Xác định việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Thời gian qua, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Bước đầu hoạt động này đã cho thấy kết quả, góp phần giữ bình yên cho nhân dân. Xã Mường Dôn hiện có hơn 2.400 hộ với trên 11.500 nhân khẩu sinh sống. Những năm qua, tình trạng người dân sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, các loại súng săn, súng tự chế xảy ra trên địa bàn, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xác định công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ là một trong những biện pháp trọng tâm. Công an huyện Quỳnh Nhai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền,
Trong năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020, xã Mường Rôn đã vận động người dân tự giác giao nộp được 32 khẩu súng tự chế các loại. Có thể thấy rằng công tác thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ. Đây cũng là một điển hình trong góp phần hạn chế tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.